Tại vì chị nghĩ nha, cái người sinh sống bên nước ngoài lâu á thì họ họ có sao họ sẽ tỏ ra. Ví dụ như thấy mình đi làm về hay là gì đều chạy ra ôm rồi hung thể hiện. Hoặc là thể hiện liền chứ không có ngại. Còn em á, khi mà em dỗ mong vợ em là con trai em thấy liền, chứng kiến truyền hình trực tiếp luôn. Vậy hả? Bay lại dỗ mong em lại bảo vệ mẹ đó, nó tụng cho ba nó thấy chồng mẹ đó, ba làm cái gì ba kỳ quá đó, dỗ mong em lại. Ừ, cái đó cũng là một cái hay cái vui. Dạ. Mà tại vì người đàn ông Việt Nam mình ít tỏ ra và ít nói câu anh yêu em lắm, hoặc là anh thương em, hoặc anh cảm ơn em, những câu đó ít. Ví dụ nấu một bữa cơm thì thường rất là ít là nói anh cảm ơn em nay nấu bữa cơm cho anh ngon quá. Nhưng mà chị cũng biết cái đó rất là thật lòng chứ phải khách sáo, nhưng khen mà có khen vui rồi đó. Ờ dạ, khen hoặc là ví dụ như có giận thì người đàn ông Việt Nam mình ít xin lỗi lắm. Dạ. Chỉ là thấy có lỗi cái im re luôn, không nói câu nào, cái bỏ qua câu chuyện là biết chồng mình đã xin lỗi. Đầu gối này bầm hết, tại vì quỳ gối xin lỗi. Quỳ á hả? Buổi tối á phụ nữ dễ lắm, tối trước khi lên giường bà giận cái ba hay quay lưng không thèm á. Dạ. Giả bộ ơ mà sao lưng nói anh nãy anh nóng quá anh lớn tiếng anh xin lỗi em là nhũng nũ liền. Còn em dễ lắm, đừng nói xin lỗi nếu mà mình ngại. À. Nói, anh gãi lưng cho em dễ ngủ nha. Đó, lưng hả? Thấy không? Đàn ông Việt Nam ít bao giờ nói câu xin lỗi mà sẽ kiếm những hành động. Gãi lưng với lại nói sao? Mai ăn gì? Sáng tôi chở đi. Đó, là câu xin lỗi đó. Dạ. Hiểu không? Mình phải tự biết. Còn ở bên kia có, tao nói thẳng vô mặt luôn. Anh xin lỗi nãy anh không qua anh xài. Yeah. Sorry baby. Ví dụ vậy. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.